Và ngày xưa thì phố hoa nó nằm về phía tây của cầu này, thì cái cầu này không phải là cái ranh giới mà người Việt cũng thường đưa hai phố ra. Đây là chùa cầu phố cổ Hội An. Có một tên gọi thứ hai nữa đó là tên chùa cầu. Từ mắt của chúng ta lên trên đây chúng ta sẽ thấy có một ngôi miếu ngay bên cạnh như chùa cầu. Ngôi miếu được xây dựng trên mái cầu cỡ khoảng từ 50 đến 60 năm, chứ không phải là xây dựng đồng thời. Từ ở Hội An đến năm 1636 thì dần dần được ở Hội An đến Việt nước. Thì năm đó là năm mà Phật tử đã đưa ra cỡ bản Nhật Bản. Nghe Tony nói đây là cái khu của nhà Tony. Lát đi ngang qua khu nào là nhà của Tony nhớ nói nghe. Phía bắc của chiếc cầu có một ngôi miếu, đó là ngôi miếu mà người Hoa đã cho xây dựng sau. Sau chiếc cầu cỡ khoảng 6 năm thì ngôi miếu đã mới xuất hiện. Và đó cũng là ngôi miếu mà người Hoa đã cho xây. Thì khi mà có thêm cái phần miếu đó thì người dân địa phương ở đây người ta gọi là chùa cầu. Và giờ bên trong chỉ là ngôi miếu Phật học, chứ không phải là ngôi chùa Phật. Ở bên trong chùa cầu được thời bên trong đó là một ngôi miếu chấm phủ. Một vị không có tài trong người chùa cầu, người Hoa muốn ở đây. Nhưng mà nếu có thể hạn chế chúng ta thường hay xem báo đài thì chúng ta thấy khoảng 9 ở Hội An hay chùa cái điện thoại. Đến như năm 2011 vừa rồi chúng ta cũng hút mạng. Thì đây là vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Dọc tuyến của sông là sau cái phố này. Phố này là phố An Hội. Phố An Hội này được bảy bồi, được bồi lấp và được hình thành ở khoảng 50 đến 60 năm trở lại đây. Và ở đây thì dòng chính của sông Thu Bồn là sau lưng cái phố đó. Cái sông mà chúng ta thấy trước mặt đây chỉ là một cái nhánh. Nó đã vào cái chia cắt với sông ra là hai. Và đây sẽ là sông ngoài vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Cho nên năm nào ở đây cũng bị ngập lụt hết. Chắc là bọn dân chính không dùng được. Và như năm 2011 vừa rồi đó là vào tháng 8 không được bọn tháng 8. Chúng ta đứng đây cả khoảng gần như là năm nào ở đây cũng bị ngập lụt hết. Sao được có ớt? Dạ không có ớt anh. Uống ở đường đó. Thì gọi cái cầu này là mới bắc qua ngang qua sông Thu Bồn. Đấy mát ha, yeah. Bây giờ làm đẹp. Hồi trước bên kia sông nghe cái bản ca đám cưới đó, yeah. Bên đây sông. Rồi có đám cưới đúng. Đúng, đám cưới, bây giờ anh còn trong băng mà.
Bây giờ làm đẹp. Lồng đèn nhiều hơn rồi, xưa em thấy không có. Đúng, chứ bây giờ nó nhiều quá. Bây giờ cái quan trọng là em thấy cái hồ đó, là cái sông đó, nó có kè và đường bên cạnh, bên đó, nó cạnh. Bộ, ừ. Nó làm cho có vẻ đẹp hơn nhiều so với năm 2001 mình đi.